Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tại cái Kinder Master không logo này về nha các bạn. Trước tiên là mình xóa hết tất cả, rồi hướng dẫn các bạn tạo lại nha. Đây, gỡ bỏ, luôn. Ok, vào trong cài đặt gỡ luôn các bạn. Đây, cài đặt chung này. Xuống quản lý thiết bị, tắt nó luôn, xóa luôn các bạn. Xóa rồi, trước tiên chúng ta tải cái app này về, bạn vào Safari và Google này, bạn gõ cái từ này iOS root.com, tìm kiếm nó thôi. Đó, vào thì cái giao diện nó sẽ hiện ra thế này, các bạn vào với iOS Good App này nè các bạn. Đây, iOS Good App. Đây, các bạn xuống cái chỗ free install này, là download miễn phí á. Mình cho phép bấm là nó về trong thoát ra và cài đặt. Đó, đúng rồi, mình cài đặt nha. Làm lại vào cài đặt chung, kéo xuống cái chỗ quản lý cấu hình và thiết bị, vào thấy chữ iOS Root App đây nha, bấm vào ghi cài đặt, nhập mật khẩu vào, khẩu của các bạn, bấm cài đặt, đó xong thoát ra ngoài, thoát toàn bộ ra ngoài màn hình chính luôn nha các bạn. Đây, nó này đó, đó. Khoan, khoan. Nó này, nhưng mà trước khi xài được cái này á, các bạn phải vào trong đây, các bạn vào Safari một lần nữa, lên trình duyệt web đó. Các bạn gọi iOS root.com đi. Phần mềm nó cần mình phải đăng ký. Này thì mình đăng ký rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn lại thôi. Mình đã đăng ký rồi nha. Bạn vào đây, bạn vào đây nè. Đó, đăng ký nè. Đó, đăng ký. Này thì là tên các bạn nè. Các bạn ghi muốn đặt tên gì đó, tên các bạn đặt tại tên game đi đó. Game đó, game thủ cái gì đó. Xong các bạn nhập mail, các bạn vào Gmail các bạn á, nhập mail vào, ví dụ như là mail đó, Yahoo gì, Gmail gì, com gì đó. Đó, xong đây là cái bát, xong các bạn nhập nhập bát vào, bát vào. Nên mình đăng ký, mình không đăng ký lại nữa nha. Thì mình xuống đây và nhập lại cái bát. Đó, xong ở đây vị trí này là các bạn xài iPhone gì, các bạn bấm vào, nó hiện như thế này nè, bấm vào. Mình xài iPhone 7 lút nè, vào các bạn bấm vào, vào đây mình xài là đang xài cái hệ điều hành 12.3. Xong còn cái này mình không quan tâm, cái này hai cái phần ô dưới này mình không cần quan tâm. Điện thoại Android nó giống như trang vậy đó, mình xài iPhone gì đó là nó lên lên vậy nè, đó iPhone 7 vậy thôi. Còn này mình như này đây, mình xài đó thì mình xài điện thoại gì A5 gì đó, mình ghi vô, mình có xài thôi mình bỏ qua. Cái này cũng vậy, đây dưới này là mình khu vực này chúng ta phải trả lời nó nè, trả lời câu hỏi của nó. Các bạn không hiểu thì các bạn bấm đây. Kéo hết, kéo hết rồi sao chép qua bên bản dịch thì dịch ra thôi. Cái này nó hỏi là 2014 tới 2018 gì đó, cách là mấy năm hay gì đó mình không biết đó. Đại vậy, bấm số 4 đó, xong rồi các bạn bấm vào đây nè, hàng này là bấm vào đây, xong rồi bấm vào account, bấm vào là đăng ký thành công.
sau khi đăng ký, các bạn đăng ký xong rồi á, mình đăng ký rồi mình không cần đăng ký nữa, đăng ký xong rồi các bạn thoát ra hết màn hình, xong rồi vào cái app, vào app xong các bạn bấm vào đây search gì đó, tìm kiếm đó, các bạn gõ KineMaster map master. Nó có ghi chữ H từ dưới này luôn các bạn thấy không? Get thông vào, bấm vào get intone intone gì đó, bấm vào ghi tên vào đây. Cái tên đầu tiên của bạn lại đó, ghi là game thủ hay là gì đó. Còn này mình đăng ký là mình bấm vào là nó hiện mật khẩu luôn. Đó. Xong rồi bạn bấm vào đây. Đó, ok. Bấm vào đây tải về thôi. Đó, cài đặt. Xong rồi thoát ra ngoài màn hình xem nó cài chưa. Đó, đang chạy đó các bạn. À, nó chạy đó. Này cũng là game hack đó các bạn. Này Lab of Plan mình cũng tải game hack mình chơi mà. Mình cũng chơi Liên Quân luôn nha. Mình nhiều app lắm, đây là app Vali rồi thì OS gì đây nữa nè, app Vali nè. Cái phần mềm livestream nữa các bạn. Mình livestream bên lên YouTube muốn game muốn rồi à, cài xong rồi nè, mình vô thôi. Đây chỗ này là quan trọng luôn các bạn, phải coi kỹ thuốc này rồi các bạn mới vào được đó. Bạn bấm vào đây thanh khiều đó, nó ra một cái trang nữa. Ừ, cái trang này các bạn kéo xuống đó, cái tên hồi nãy là game thủ hay là cái gì đó, các bạn tên bạn đặt gì bạn ghi vào, mình đặt tên này vào thôi đó. Bát nữa. Này các bạn bấm vô đây, đúng rồi, đăng ký nó, đăng ký thành viên cho nó đó. Đó. Nó ra vậy, rồi có quảng cáo nữa nè. Tắt quảng cáo đi, xong bấm vô đây. Cái này quảng cáo còn dữ ghê. Mà xài phi thì phải quảng cáo nữa. Tắt hết mấy cái quảng cáo này quỷ này đi, khó tắt nó nhỏ quá mà. Đó, vào đây, vào đây. Ừ. Nè, mình vào cho các bạn coi không có logo nè, các bạn ok luôn. Nó truy cập cái ảnh của mình đó. Vô đại cái photo gì đó. Video thì à, vô đại đây đi. Kiếm đại cái tấm hình nào đó mình bỏ lên. Nè, tôm nè. Đó, tôm nè. Đó, xong. Nè, các bạn thấy không? Không có cái logo đây đúng không, xuất video ra luôn, xuất ra cho con ra luôn, xuất ra một HD là vàng nha, tin bọt nó xong rồi. Các bạn vào đây, vào cái nút này nè, đó quảng cáo nữa, xài phi quảng cáo dữ lắm, chịu khó thôi. Tắt đi. Đây các bạn vào đây nè, đó thấy không, bấm vô đó xong rồi ghi chữ, xong rồi copy nè, xong rồi đó thoát ra, thoát ra vào đây bạn sẽ thấy nó đây. Đây cái này lại mình mới nè, thấy không đó, ok. Vậy xong các bạn cứ làm vậy là ok rồi. Chào tạm biệt các bạn nhé.